Tử vi chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 âm lịch, ngày Tân Dậu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Xung ngày, Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi xung tháng, Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. 1. Tuổi tí ngày 8 tháng 5 năm 2022 tương phá xuất hiện gây không ít phiền phức cho người tuổi tí. Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân vướng họa thị phi hoặc chịu những điều tiếng mà bản thân không hề làm gì sai dù bạn đã cố giữ mình nhưng vẫn thể tránh khỏi những đấu đá nội bộ chia bè chia phái bù lại những chú chuột có thể gặp may mắn về tài lộc khi có thực thần nâng đỡ các thần này tốt nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh khi vận trình tài lộc hanh thông vượng phát hôm nay rất xứng đáng để tổ chức ăn mừng khi mà tài lộc tới tấp vào tay tiền bạc tăng lên gấp bội Ngày thủy sinh kim rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Tý. Chuyện tình cảm êm đẹp sẽ phần nào giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống lẫn công việc cho dù những khó khăn trước mắt có như thế nào đi chăng nữa. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, đen. Xanh ra trời quý nhân phù trợ, sửu, thân, thìn. 2 tuổi sửu ngày 8 tháng 5 năm 2022 người tuổi sửu được tam hợp che trở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú châu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi sửu cũng rất thuận lợi trong ngày thiên ấn tụ khí con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn. Thổ sinh kim giúp tuổi sửu hoàn toàn có thể yên tâm khi ra đạo êm ấm. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện. Cho dù đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi hay là những quyết định có ý nghĩa lớn lao, điều này giúp tình cảm giữa hai bạn luôn bền chặt. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ tí. Dậu, hợi. 3 Tuổi dần ngày 8 tháng 5 năm 2022 chính tài đảm bảo cho người tuổi dần trong ngày chủ nhật này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điểm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng. Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng mộc kim xung khắc với nhau người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình giờ tốt, 11 giờ, 13 giờ màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu quý nhân phù trợ, mão, tuất, hợi. 4. Tuổi mão ngày 8 tháng 5 năm 2022 tử vi phương đông cho biết dậu mão tương xung khiến người tuổi mão có thể sẽ phải đối diện với những tình huống không mong muốn trong công việc. Ví dụ như những trục trặc bất ngờ phát sinh, gây gổ với đồng nghiệp, tranh đấu nội bộ, thậm chí có người còn phải thay đổi môi trường làm việc thiên tài lại bù đắp cho bạn đường tài lộc khởi phát hành thông nhờ những khoản thu phụ con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài hàng hóa bán chạy vô cùng chất lượng sản phẩm được đảm bảo, bản mệnh làm ăn có uy tín nên giành được lòng tin của khách hàng, không cần quảng cáo nhiều mà vẫn có lượng khách hàng nhất định. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, xanh ngọc, xanh lá cây quý nhân phù trợ, mùi tuất, hợi. Nam tuổi thìn ngày 8 tháng 5 năm 2022 lục hợp quý nhân che chở, người tuổi thìn được hưởng nhiều may mắn khi cắt tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi. Bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan. Chính Ấn Độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú rồng có những bước đột phá đáng kể tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi thìn vợ chồng gắn bó keo sơn bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, xám. Cà phê quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tuổi tị ngày 8 tháng 5 năm 2022 nhờ sự xuất hiện của các thần tam hợp, người tuổi tị cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì chỉ cần bạn duy trì được hứng thú lâu dài chớ hào hứng giây phút đầu còn về sau lại bỏ ngỏ thì chắc chắn thành quả làm ra sẽ rất đáng tự hào cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi chính quan độ mệnh nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trí hiện tại đây là khoản đầu tư sẽ sinh lại và đã tính toán kỹ càng không sợ mất hay lỗ nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra cũng nhờ tam hợp vận trình tình cảm của những chú rắn thăng cấp bất ngờ mối quan hệ của hai bạn được gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình hãy nhanh chóng tạo bước đột phá trong tình yêu để đôi bên sớm có được một mái ấm gia đình hạnh phúc nhân lúc cát tinh đang tạo điều kiện thuận lợi như hôm nay giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường. Tím, đỏ quý nhân phù trợ, sửu thân, giàu. 7. Tuổi ngọ ngày 8 tháng 5 năm 2022 trong ngày chủ nhật này người tuổi ngọ cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan trọng phá. Gây khó khăn cho con giáp này trên con đường đi tới thành công cơ hội đến ngay trước mắt nhưng bị cướp mất gây bao tiếc nuối kẻ địch đứng trong tối mà ta lại ngoài sáng bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả nhưng chỉ một chút lơ là thiếu cảnh giác là có thể hậu quả sẽ càng ngày càng lớn hơn vượt quá khả năng kiểm soát của bạn tinh thần làm việc dần xa suốt ngay cả chuyện yêu đương cũng vì thế mà bị ảnh hưởng hỏa kim xung khắc, bạn thiếu thời gian quan tâm và chăm lo cho người ấy, hiểu lầm nối tiếp nhau. Cuối cùng khiến cho mâu thuẫn bùng nổ. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, cam, vàng quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8 tuổi mùi ngày 8 tháng 5 năm 2022 có thiên ấn phù trợ, người tuổi mùi có một ngày làm việc hiệu quả, thỏa sức hoạch định những kế hoạch phù hợp với tương lai. Bản mệnh thể hiện được điểm mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, khiến cả cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp đều khâm phục công việc kết thúc tốt đẹp. Con giáp này là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì thế, lãnh đạo luôn tin tưởng và giao cho bạn những công việc quan trọng hãy sắp xếp kế hoạch làm việc cẩn thận để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Chẳng những vậy, Kim sinh thủy, mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy nhé. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều. Giờ tốt, 5 giờ 7 giờ màu sắc cắt tường, xám, nâu quý nhân phù trợ, mão. Ngọ, mùi. 9, tuổi thân ngày 8 tháng 5 năm 2022 trong ngày kiếp tài nhập cục nguy cơ mất tiền hao của của người tuổi thân khá lớn. Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền bạc vào các lĩnh vực mà mình không hiểu rõ. Bạn là người dám nghĩ dám làm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mù quáng mạo hiểm tin theo lời người khác mà không tìm hiểu kỹ nơi mình đầu tư. Kim khí quá vượng có thể gây bất lợi tới sức khỏe của những chú khỉ nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp thời tiết thay đổi bất thường lại thêm công việc căng thẳng và mệt mỏi chúng ta có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào bạn nên tăng cường rèn luyện thể dục để cải thiện sức đề kháng trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim do đó bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, bạch kim quý nhân phù trợ tí, thìn tị. 10 tuổi dậu ngày 8 tháng 5 năm 2022 xem tử vi hàng ngày, dậu dậu tự hình có thể gây không ít khó khăn cho người tuổi dậu trong ngày chủ nhật này. Vận trình tràn đầy một màu u ám. Sự háo thắng sẽ khiến bạn mắc phải sai lầm, lại thiếu kiên nhẫn và quyết tâm nên thất bại là điều chẳng có gì lạ lùng. Hãy suy tính cẩn thận để hạn chế rủi ro vốn dĩ đã có thể tránh. Thực tế con giáp này luôn hướng suy nghĩ theo chiều tiêu cực cố chấp bảo thủ với quan điểm cá nhân nên tự tìm mình khó chịu công việc vì thế tiến hành không thuận lợi lắm một phần do không có cắt tinh nâng đỡ một phần là vì bạn không chủ động học hỏi ngang bướng với những nhận định của bản thân thêm sự xuất hiện của tỷ kiên có thể vận trình tình cảm của tuổi dậu hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bản mệnh cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để mình hạ thấp cái tôi để có sự hòa hợp đôi bên thì khó có thể lâu bền được. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, trắng, bạc quý nhân phù trợ, sửu. Thìn Tỵ. 11 tuổi tất ngày 8 tháng 5 năm 2022 ngày dậu tất tương hại, người tuổi tất có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong vận trình cảm ngày chủ nhật này. Tình duyên ảm đạm, bản mệnh nếu còn độc thân khó kiếm được người hợp ý và thực sự yêu thương, muốn gắn bó với mình. Chuyện tình cảm đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Các cặp vợ chồng dễ bất đồng về quan điểm rồi tranh cãi liên miên tinh thần ức chế không khí gia đình nặng nề u ám thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ công việc cũng gặp không ít trục trặc do sự xuất hiện tiểu nhân rình rập cố tình gây họa cho con giáp này ở nơi công sở nhiều thị phi biết người biết mặt khó biết lòng nên bạn đừng quá tin tưởng ai khác mà phải chăm chú cẩn thận hòa đồng nhưng đừng mất cảnh giác luôn có ý thức tự bảo vệ mình nhé giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tuổi hợi ngày 8 tháng 5 năm 2022 dưới tác động của thương quan, người tuổi hợi có xu hướng mất phương hướng, thiếu tập trung trong thời điểm này. Thêm vào đó vì những tác động khách quan nên bạn dễ gây ra một vài sai lầm đáng tiếc cho con đường sự nghiệp vốn đang trên đà phát triển của mình. Ngày này, bạn cũng chớ nên cả tin và vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ đường mật từ người khác. Lúc này không thích hợp cho việc đầu tư những dự án có chỉ số rủi ro cao, cũng không nên cho vay mượn tiền. Tham thì thâm, chớ đánh đổi công sức mồ hôi nước mắt của mình cho cái lợi trước mắt. Ngũ hành kim sinh xuất cho thủy không có lợi cho chuyện tình cảm của con giáp này. Mối quan hệ có dấu hiệu dạn vỡ có thể vì công việc không tiến triển thuận lợi khiến tâm trạng của tuổi hợi sinh ức chế, dồn nén. Việc mở lòng và chia sẻ ý nghĩ, khó khăn của mình sẽ giúp kéo bạn lại gần hơn với đối phương. Giúp mối quan hệ giữa hai bạn có thêm một bước tiến mới. Giờ tốt, 5 giờ 7 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh dương quý nhân phù trợ, sửu, dần, mùi.